Hello hello, chào mọi người nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Vậy là sau bao nhiêu thời gian chờ đợi trong vô vọng, hóng lên hóng xuống bên sếp QQ thì cuối cùng chế độ zombie thủ cửa cũng đã về Việt Nam dưới sự chào đón hân hoan của rất là nhiều anh em. Vậy là Tết này không phải chơi đá bú ke nữa rồi. Các bạn có thể thoải mái bắn pháo hoa, giã hàng container đạn vào mồm bọn zombie cho nó thướng. Định mệnh tao chưa gì chết sạch cái này. Chúng mày định ăn mừng bằng cách tự sát à? Vãi cả lều ạ. Bây giờ zoom đông như kiến, lại hoàn toàn tiên chớp chứ thì em chịu rồi. Mấy ngày đầu chơi zoom non thôi, ăn đồ, đồng đội như bìu. Nghe bố chúng mày chạy sạch ạ. Còn ba mươi mấy giây nữa cái cửa nó mới mở cơ mà. Tại sao anh em lại bỏ mình ở đây lạc trôi một mình vậy? Thật sự là bây giờ không tin ai hết. Mẹ bố lên một con ngựa đau cả tàu ăn tiếp ạ. Bằng khốn nạn, quân giết người. Bên này thiếu mỗi voi chát thôi. Chúng ta thiếu đi những cái câu nói đó là đầy cái chất cục xúc của các bạn, truyền tải tình cảm cứ gọi là thôi rồi đờ mờ mờ cầm mờ rờ rờ ngu vãi cứt đấy. Chuẩn bài chưa? Ui giời ơi, bắn nó xuống các bạn ơi. Sáu lào lành thì lệch đi đâu được. Ui giời ơi, dã man còn ngàn. Cứ lên đây đây, cứ lên đây đây cô bộ. Nhanh thích nhỉ, địch mệnh chưa gì đã ổn như đây rồi. Như thế này thì ai chơi? Quay đi quẩn lại còn mấy anh em. Thôi không sao, đồng vợ, đồng chồng, giường bê tông cũng sập, không sao hết. Các bạn cứ tin mình đi. Ở bên Trung Quốc ấy, cái khẩu súng nó có 1000 viên đạn bọ. Cái lúc đấy là nghèo rớt mùng tơi, nghèo rơi sờ đỏ rồi. Còn qua bên Việt Nam nhá, chuẩn hiệu Zikit, 4000 viên đạn được chưa? Bán đi sao mai cũng không phải thay đạn. Ui giời ơi, nó đông quá cơ bây giờ. Mình mà vứt cái khẩu súng này đi nhá, mình rút cái bom, mình táp cho một phát thôi thì cứ gọi là êm xịt. Còn bó kia lại chạy sai cả tiên số bố cho mày. Ông lại để mình đứng ở đây một mình ạ, thế là thôi xong. Thôi anh em ơi, nghĩ cho cái cuộc đời đầy lẻ loi của em cái anh ơi. Mày vào đây hộ phát, có 500% đam thôi. Đắp bom đi chứ, có tính toán đấy, nhưng mà thôi nhá. Tiền đi đây, thu đi để lại lá vàng, tiền đi để lại một dàn mũ ti. Êm xít. Bây giờ 3Z cứ dã đi, tầm xa như này thì thực sự là mình lực mất tầm tâm rồi. Bây giờ chỉ giữ zoom cho các bạn bắn thôi. Mày chết này, thôi em đi trước nha các bạn ơi. Nhanh lên không là con tia trước nó đã bom nó oẳng đấy. Này còn kích nữa chứ. Kích Berlin xin, kích nó làm cái gì? Nó có hack đâu. Bọn khốn nạn. Thằng Berlin xin vừa chết xong kìa. Thằng này là chiến binh, chắc là bắn cái con nào nhiều quá. Nó cay. Nó kích cho nên là tốt nhất là các bạn ăn ít kill thôi. Ăn như mình như này, 6 kill là bỏ, không ăn multi. Nhanh đi. Thôi sao tôi còn 3 mống ạ. Ôi làng nước ơi, nó giết người à, thằng kia chết luôn. Vâng, nó quyết tử vì tổ quốc quyết sinh. Giữ trinh nên là tự sát. Khốn nạn. Mày qua thằng này cầm KSP. Bạn ơi đừng ăn cửa nha bạn ơi. Bây giờ bạn ăn cái cửa một phát thôi là ăn cướp đấy. Cố lên. Anh em mình cứ ở đây ăn được kill nào là hay kill đấy đi. Nhưng mà nó sướng nha, có KSP đứng cạnh nha chứ. Kéo ơi, thì này thì đúng là một cuộc tình đẹp. Một cuộc tình vẽ là cho tiền ăn multi rồi. Bây giờ thì không phải ra đạp đạn rồi, 3000 viên đạn này mình xả hết thì mình chết cũng được. Đấy cái lúc đấy là không còn cái điều gì nó anh lấy nữa. Thôi lên đi. Đã thèm lại còn ngại, đã nghiện lại còn sĩ. Cứ lên đi mình bắn cho. Úi giời, đứng hóng này có mấy viên đạn thôi, chết sạch. Tập trung chứ. Mày, thôi, ok thằng kia mày bị điên à. Nó gọi là zombie tập trung chứ không phải là gọi mày tập trung. Lao xuống làm cái gì? Ôi giời ơi, các anh ấy ùa lên kìa các bạn ơi. Thôi, cho tôi ăn tầm 20 cái multi nữa thôi. Rồi mình tự sát cho. Mày lên hết đây. À đồ, thích quá cả zoom non. Ôi giời ơi, có mấy bạn hủy diệt cũng được. Càng ít tia chớp càng tốt. Mày lên nữa này. Hộ tao cái. Úi, ôi ôi, mẹ bố nó chết tôi rồi. Này thì mày không quẳng này làm sao mà tạch được. Cái thiên mệnh nó đã ép bạn để chết rồi. Thì kể cả là cơ to đến đâu thì vẫn hoảng thôi. Thôi lên từ từ thôi. Ăn giàn nó mặn đến chúng mày ơi. Người ta đã có một mình rồi. Thân cô thế cô thì về nhượng bộ tí chứ. Bây giờ bố mày bắn tiếp đấy. Ưng nắm cứ lên hết đây. Úi giời ơi, anh diệt anh đi với kìa. Sao chém chết được mình nhỉ. Tiếp tục clip thôi. Sang hiệp mới anh em nhá. Hiệp kia chịu. Các bạn chơi thế thì em chịu. Cứ một mình cân cả team, đúa làm sao được. Trận này thì mình quên không bấm nút quay đến cái cầu thang xử nữa rồi. Nhưng mà không sao,
Đây sẽ là một cuộc tình đầy hạnh phúc giữa chiến binh và Zoom này. Chiến binh sống dai như đỉa đói. Bây giờ các bạn nhìn xem có thua kém gì zombie đâu. Mình luôn luôn đi đầu trào lưu và kéo theo xu thế. Bây giờ thì mình bảo kê tất. Cứ leo đi. Cái gì không lên nó không lên nghe bảo bố nhà mày sẽ không lên anh em. Không lên được đâu ô kìa. Sao đây làm nhủn ý chí của các bạn zombie thế nhỉ. Cái thằng đáp ăn tôm hội nghị này, cái thằng ăn cứt đá bô này. Người ta đang chiến đấu nhưng những vị thần nó kêu không lên. Khốn nạn. Biết đâu được. Giả dụ các bạn cứ lên mình ăn guti nhiều quá mình bị ngáo hay sao. Cái lúc đấy quên tay đạn là chúng mày chém được rồi. Nên búp kêu cho nó thôi. Không cho nó ăn kêu ôi dài ơi. Ôi dài ơi, mắc đâu ra những cái thằng nó khốn nạn như này. Ôi phải kích. Phải kích. Mà thôi kích nó ra ai chém cho mình bắn. Khám thế nó đéo lên thật kìa. Sao lại tất cả các bạn zoom lại tin vào một cái thằng nó sằng bậy thế nhỉ. Cái thằng này nó bảo các bạn ăn ướt thì các bạn cũng ăn à. Bây giờ tôi xong. Một hiệp đấu của chúng ta trôi qua một cách đầy tẻ nhạt à. Thôi đi luôn đi. Còn lạp đạn nữa. Lạp vừa thôi qua bên mới còn lạp. Chạy lên trên kia là được rồi. Bây giờ các bạn lạp đạn cũng chả bắn được đâu. Úi giời ơi. Mình nghĩ là mình với nhiều youtuber cũng làm cái map này khá là nhiều rồi. Nên là anh em xem cũng thuộc. Bởi vì nó dễ nhớ lắm. Không nên lỗi khó quá. Úi giời ơi rắc. Đường lên đỉnh Olympia. Tiền vô cùng hạnh phúc khi nào được tham dự chương trình giành vòng người quế. Chương trình thi đấu trí thức có tiếng tại Việt Nam. Nó còn đáp khói nữa kìa. Một pha móc hậu trúng mắt của các bạn zombie. Bây giờ thì chúng nó đi không nhìn thấy đường đâu. Anh em quá khắm. Chết hơi nhiều nhỉ. Định mày quay đi quần lại lại còn có mấy thằng ạ. À. Khắm thế. Nhưng cái vòng cuối thì phải lá lành nó đùm lá rách. Lá rách nó đùm lá tả tơi. Một cây thì chẳng làm lấy non đâu anh em ơi. Muốn đi thật xa thì phải đi cùng nhau cơ. Cố này. Ông có thảo cả 3Z à. Bắn mấy con ở xa thì về 3Z cơ. Mình sáu lòng phải chịu quay gần thôi. Úi giời ơi. Đáp bom đấy chứ. May quá. Chơi bên mình lúc đầu lại còn ít tiêu trước. Chơi bên Trung Quốc bây giờ ấy. Nó cầm cả rổ bom nó quăng lên. Cứ thiêu đạp cứ thiêu đạp. Mày nó đáp không nhìn thấy ngày mai luôn. Ngon đấy, trận này ngon đấy. Mình nghĩ là về tới hiệp cuối này. Anh em biết chơi hết. Úi úi, từ từ nhá, từ từ đang đi. Phải nhìn trước ngó sau đang đi. À lội là không vội được đâu. Còn có ba đứa, mẹ bố là nhanh thế. Anh em ra đi, chả chào từ biệt nhau cái gì. Thế này thì tôi biết phải làm sao. Ba đứa này biết thế. Cú xưa cái cầu thang cho xong, đéo đi nữa. Bây giờ cái map này ít nhất là phải tầm 4-5 thang mới ngon. Úi giời ơi, bom quăng ra đúng rồi, hay lắm bạn ơi. Quả của mình mới đẹp. Úi giời ơi, thôi, thôi xong tôi rồi, tiền nói cấm có sai. Nhìn các bạn ùa lên mà nước mắt mình nó lưng tròng tôi. Bao nhiêu pha multi vậy, nó giật nhanh quá không nhìn thấy. Nếu câu trả lời là có, anh đến bên em ngay đi. Chạy đi thằng kia. Tham vừa thôi, tham thì thâm đấy. Miếng ăn nó làm miếng tồi tàn bạn ơi. Nhảy vừa thôi. Mình bắt trước lại mèo kêu nha. Kêu cùng anh mèo 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 mèo. Lên đây lên đây. Chúng mày cứ lên đây tao dã hết. Ba khẩu sáu lòng cơ mà. Thôi mình lại bắt đầu tin tưởng đồng đội rồi. Anh em như thế này mới là anh em chứ. Một ngày là anh em. Mãi mãi là anh em. Trời ơi mẹ câu nói nó chuất. Nó chuất anh em ơi. Mày bay hộ tao cái. Bay cao lào nhảy cao lào. Lào nhảy cùng zin zin. Ui ôi bắn. Ôi trời ơi combo của tôi. 1 2 3 5 em có đánh rơi nhịp nào không. Cứ lên hết đây. Bọn này nó không biết tụ với nhau. Cho nó cứ chạy từng thằng một này. Đến sáng mai không lên ở đây nhá. Chúng mày cứ ra vào cõi âm dương đi. 4-5 lần là lá trí ngay. Úi trời ơi combo. Multi. Multi là một cái thứ gì đấy. Nó rất là ảo diệu. Ăn bao nhiêu lần không chán. Ăn bao nhiêu lần cũng không béo. Bắn sướng thế. Sấy đây. Cứ xả đạn đi. Mình có cái con đạn chùa ở đây mà cái gì mà không bắn. Mày lên đây nữa này. Hộ tao cái. Thời gian cứ lặng lẽ trôi thôi. Còn 1 phút nữa thôi. Á à, đù. Rất hùng ngạn. Anh em cứ bay lên lại tụt xuống rồi lại chết. Một cuộc đời nó rất là vô vị. Nó chỉ có 3 bước thôi. Đơn giản mà đầy nhẹ nhàng. Cứ thay đạn đi. Tập trung á à, đù. Định mệnh tôi chết rồi. Có thằng nó cầm đầu tàu rồi.
máy bay kìa. Thôi anh em ơi, thôi cho người ta win một trận thì làm sao, đi đâu mà thiệt. Win rồi lên YouTube nhá các bạn ơi, lên YouTube nhá. Thôi định bậy sao đông thế, nó chết tao rồi. Bọn này nó chết mấy lần, tao đã khôn rồi vậy. Ôi trời ơi, thằng kia mẹ mày đứng đấy làm cái gì. Thôi xong rồi, vỡ trận rồi, mình chết tươi luôn.